chào các bạn đến với Mimin Tarot. Và ngày hôm nay thì mình đem đến cho các bạn chủ đề đấy chính là sao thủy nghịch hành. Thì chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo với các bạn? Chúng ta sẽ có 3 sự lựa chọn, 1, 2, 3. Tức là chuyện gì nó sẽ xảy ra trong mùa sao thủy nghịch hành này. Và sao thủy sẽ chính thức nghịch hành vào ngày 13 tháng 12 năm 2023 cho đến ngày 1 tháng 1 năm 2024 nha. Rồi, và trước khi giai đoạn nghịch hành, giai đoạn chính thức nghịch hành đó, thì nó có một giai đoạn 2 tuần trước đó, người ta gọi là tiền nghịch hành. Thì có thể có những bạn đã bắt đầu cảm nhận cái nguồn và cái giống như là cái nguồn năng lượng, cũng như là những cái gì mà sao thủy nghịch hành nó bắt đầu ảnh hưởng đến các bạn từ 2 tuần trước rồi. Và nhớ là sau ngày 1 tháng 1 năm 2024 2 tuần thì đó là giai đoạn hậu nghịch hành, nên nó sẽ vẫn còn một chút những cái dư âm và ảnh hưởng đến các bạn sau cái giai đoạn nghịch hành đó nha. Rồi, và giai đoạn và sao thủy nghịch hành là cái gì, cũng như là ảnh hưởng của nó đến với các bạn như thế nào, thì các bạn hãy vào cái phần tab cộng đồng ở YouTube, kênh YouTube của mình, các bạn kéo đến cái phần tab cộng đồng nha. Nó sẽ có một cái bài viết ở đấy, mình đã viết lại, mình đã, thật ra là lúc trước là mình đã viết rồi, và bây giờ là mình bổ sung thêm một vài cái ý vào đó nữa thôi, để cho các bạn có thể là đọc nó, để có thể là giống như là có cần tránh cái gì thì các bạn sẽ tránh nhá. Và cái trải bài này của mình ấy thì nó đem đến cái thông điệp đấy chính là cụ thể hơn về cái mùa sao thủy nghịch hành này á, thì cuộc sống của bạn ấy nó sẽ xảy ra những cái chuyện gì đó. Thì chúng ta sẽ có 3 sự lựa chọn, 1, 2, 3. Giải thích qua một chút, sao thủy nghịch hành thì nó là một cái hiện tượng thiên văn khá là thú vị. Khi mà nó đứng yên, sao thủy nó đứng yên, nhưng mà khi mà chúng ta quan sát trên bầu trời, chúng ta tưởng chừng như là nó đi nghịch. Và trong chiêm tinh học thì cái hiện tượng nghịch hành nó có là một hiện tượng dường như là đem đến những cái tác động khá là kiểu giống như là gây rối loạn đó. Đấy, thì chúng ta hãy cùng xem là cái mùa sao thủy nghịch hành này của bạn ấy thì cái chuyện gì nó sẽ xảy ra nhá. Chúng ta sẽ có 3 sự lựa chọn, 1, 2, 3 và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với số 1 ạ. Chào các bạn, đến với tụ bài đầu tiên và đây là trải bài chung. Chính vì vậy hãy đón nhận thông điệp này của mình một cách thật là cởi mở nhất với câu hỏi, đó là chuyện gì sẽ xảy ra trong mùa sao thủy nghịch hành này của bạn. Thì mình thấy rằng là mùa sao thủy nghịch hành này á, bạn rất là dễ gặp phải những cái rắc rối. Giống như là những cái chuyện gì đó nó đột nhiên nó xảy ra, tức là nó đang suôn sẻ, đột nhiên nó xảy ra một cái chuyện gì đấy, nó như là một cái chướng ngại vật ngáng đường các bạn vậy. Tức là ví dụ nhá, mình lấy ví dụ như các bạn đi làm, bình thường là các bạn đã đi đúng giờ rồi, hoặc các bạn thậm chí đã căn ke 15 phút rồi, đi sớm 15 phút rồi, nhưng mà hôm đấy nó lại xảy ra một cái sự kiện gì đó ở trên cái con đường mà bạn đi, và nó khiến bạn bị muộn làm. Mặc dù là đã căn ke như vậy rồi nhưng mà vẫn muộn làm. Mà hôm đấy bạn đã muộn rồi, bạn lại còn có những cái công việc rất là quan trọng cần phải giải quyết chẳng hạn. Cho nên mình thấy là trong cái mùa sao thủy nghịch hành này á, bạn sẽ cảm thấy rằng là có khá nhiều những cái rắc rối, những cái chuyện mà nó kiểu giống như là nó cứ xảy ra nó làm mình trễ nải, hoặc là nó xảy ra nó làm mình kiểu giống như là không thể làm mọi thứ cho một lần được, mà phải làm đi làm lại từ hai lần đổ lên, kiểu như vậy đó. Thế nên là hãy cố gắng gọi là cẩn trọng, cẩn thận một chút trong những cái việc mà bạn làm, dự tính mọi thứ, tính toán xa xôi hơn một chút thì có thể hạn chế được tốt nhất những cái vấn đề mà những cái chướng ngại vật này có thể xảy ra với các bạn nha. Cái thứ hai nữa đấy chính là trong cái, nếu như mà trong cái giai đoạn trước đi, bạn xảy ra những cái chuyện này có thể bạn cũng sẽ không quá khó chịu đâu. Bạn sẽ ok, từ từ đi giải quyết. Nhưng mà với cái chuyện này có thể xảy ra một cách tần suất nó dày đặc á, nó nhiều hơn á, cho nên là mình thấy là bạn có một cái cảm giác khá là tiêu cực ở đây, khá là khó chịu ở đây, và thậm chí là khá là bực mình ở đây. Đó, bạn rất là dễ bị tác động bởi những cái sự kiện diễn ra bên ngoài này. Thì thật ra chúng ta có rất là nhiều lý do dẫn đến cái chuyện đó. Ngoài sai sót của bản thân các bạn ra thì cũng có thể là do ảnh hưởng của nguồn năng lượng sao thủy nghịch hành nữa. Thì mình thấy là hãy cố gắng để mà có thể giải phóng được cái nguồn năng lượng tiêu cực này. Mình thấy rằng là có những cái lúc mà các bạn cảm thấy như là mình bị đẩy vào một cái đống tơ vò ấy, một cái mối tơ vò mà nó rất là rắc rối ở đây. Bạn phải đi gỡ từng thứ một, một đống thứ, có thể là đôi lúc ấy có những cái thứ mà rối tơ vò trong công việc của bạn á, không phải do chính bạn gây ra mà là người khác gây ra, nhưng bạn phải là người đi giải quyết ở đây. Đó, thì đấy là cái yếu tố mà khiến cho bạn cảm thấy khá là khó chịu trong cái mùa sao thủy nghịch hành này. Tuy nhiên á, thì mình thấy rằng là you know what to do, tức là bạn biết bạn cần phải làm gì. Nói chung những cái chuyện này nó cũng chỉ là cái chuyện muỗi thôi, nó cũng không quá nghiêm trọng đâu. Mình thấy nó không quá nghiêm trọng, không có chuyện gì quá to tát cả. Có điều là khi mà những cái điều này nó xảy ra, nó khiến cho các bạn bực mình khi phải làm đi làm lại, khi mà phải kiểu cảm thấy mọi thứ nó không suôn sẻ, nó cứ rắc rối ở đây thôi. Đó, còn lại thì bạn sẽ xử lý mọi thứ nó đâu vào đó. Đấy, thì chó lại có móng tôm, đâu vào đấy hết. Và mình thấy là cái tiềm năng và cái khả năng của bạn rất là tốt, cho nên là
có thể giai đoạn này những người khác ấy, mà họ làm sai á, hoặc là họ họ có một cái vấn đề gì đấy, họ hay có xu hướng nhờ bạn làm đó, nhờ bạn làm, mong muốn là bạn giúp đỡ này kia các thứ đó. Thì mình thấy rằng là hơi hãy cố gắng đi, trong giai đoạn này nếu như mà nó hay có những cái rắc rối nó tới, hãy cố gắng để mà đừng giữ những cái cảm xúc tiêu cực đấy quá lâu, hãy học cách để giải phóng nó, kiểm soát nó, không để cho nó ảnh hưởng quá nhiều đến tâm trạng của các bạn là được. Thì hãy cố gắng lên, bởi vì qua cái giai đoạn sao thủy nghịch hành này, tức là ngày mùng 1 tháng 1 năm 2024 nó kết thúc rồi ạ, thì nó sẽ báo hiệu cho các bạn ấy là một cái chu kỳ mới nó sẽ đến với các bạn ở đây. Ở đây chúng ta có beginning a new cycle, tức là cái sao thủy nghịch hành này nó vừa là cái khoảng thời gian mang ý nghĩa nghịch hành, và nó vừa là khoảng thời gian để các bạn tổng kết này, kết thúc này những vấn đề liên quan đến quá khứ hoàn toàn này, để chuẩn bị bước sang một năm mới, bước sang một giai đoạn mới trong cái cuộc sống của các bạn, một cái chu kỳ mới ở đây. Cho nên đây á, những cái gì hãy hiểu là những cái gì còn đang tồn đọng á, thì có thể mùa sao thủy nghịch hành này sẽ được lôi lên để giải quyết nốt. Ví dụ như giấy tờ hồ sơ chưa giải quyết của ai đó đang chồng đống, tự nhiên bạn sẽ lôi ra để ngồi để làm, để nhập, để giải quyết, để xử lý đó. Những vấn đề nào đó liên quan đến những mối quan hệ của bạn, liên quan đến những ai đó mà nó đang tồn đọng ở trong quá khứ chưa được giải quyết sẽ được lôi ra để giải quyết ở đây. Có những trường hợp thì sẽ được giải quyết một cách triệt để, nhưng cũng có những trường hợp thì có thể chưa hẳn được giải quyết triệt để đâu, nhưng cái đấy nó sẽ tùy vào cái cách mà bạn nhìn nhận và giải quyết vấn đề của các bạn thôi. Nhưng đây là đang nói về việc đấy, chính là có một cái triển vọng mới ở nơi phía chân trời đang đợi các bạn. Tức là hãy cố gắng lên, qua cái giai đoạn nghịch hành này chúng ta bước vào một cái giai đoạn mới, bước vào một năm mới với nguồn năng lượng mới rồi đó, với những cái thứ tốt đẹp hơn đang tới với chúng ta rồi. Cho nên là đây là thời gian như kiểu bạn đang dọn dẹp lại nhà cửa của bạn này, dọn dẹp lại cái phòng ốc, cái bàn làm việc của bạn đó, rồi cái trong công việc, trong những mối quan hệ của các bạn cũng sẽ dọn dẹp xem đâu là mối quan hệ các bạn nên giữ lại và đâu là thứ mà các bạn nên thả trôi nó đi đó. Thì mình thấy rằng là trong cái giai đoạn nghịch hành này á, thì có thể là các bạn lại có một cái số tiền nào đó ở đây. Có thể có những bạn là sẽ có một cái, có thể là tiền lương tháng thứ 13, các bạn đã được thưởng cái đó chưa vậy? Đó, tại vì mình cũng không có làm ở các công ty nên mình cũng không có biết. Nhưng mà mình nghĩ là có thể nhiều bạn ở đây á, sẽ nhận được một cái khoản tiền nào đó, tiền thưởng, tiền lương, tiền doanh số, tiền gì đó đây, khá là nhiều. Nhưng mà các bạn hãy cố gắng để có thể tiết kiệm trong giai đoạn này nha. Bởi vì mình thấy rằng là rất là dễ, bạn sẽ rất là dễ cho cái đống tiền này nó bay đi một cách rất là nhanh chóng. Ví dụ như các bạn sắm sửa mua này mua kia chẳng hạn. Nếu như được ấy, thì bạn có thể bỏ tiền ra để mua một cái tài sản giá trị nào đó. Giá trị ở đây có thể tích lũy được nha. Đó, thì để sau này á, tức là cũng đằng nào cũng hao ấy, ý là như vậy. Nhưng mà các bạn hao, cho nó hao vào đúng chỗ hơn. Bạn mua một cái mua vàng à, hoặc là mua một cái gì đấy có tài sản có giá trị một chút, để ví dụ như sau này có cần đến các bạn còn có thể bán đi được, có thể sử dụng được cái số tiền đó đấy. Và mình thấy rằng là giai đoạn này hãy cố gắng để mà thoát khỏi những cái thứ tiêu cực này, không lắng nghe những chuyện tiêu cực này, cố gắng thoát khỏi những cái điều đó đấy, và dành thời gian cho bản thân của mình nhiều hơn một chút. Ở đây chúng ta có talk to God, ở đây chúng ta có lắng nghe cái tiếng thì thầm của trái tim các bạn. Thì cái giai đoạn này là một giai đoạn mà bạn đã rất là mệt mỏi sau suốt một năm, trong suốt một năm 2023 nó chạy như một cái con thoi rồi. Cho nên đây cũng sẽ là một khoảng thời gian là nếu như được hãy dành thời gian để nghỉ ngơi đó. Nhưng mà mình có một cảm nhận là bạn rất bận rộn, bạn luôn chân luôn tay và sẽ luôn chân luôn tay cho đến hết Tết Dương luôn đó, cho đến năm sau luôn, cho đến đầu năm sau luôn. Cho nên là mình thấy là cái sự nghỉ ngơi của bạn nó sẽ hơi xa xỉ một tí. Nhưng mà ở đây mình vẫn khuyên các bạn là hãy cố gắng dành cái thời gian cho bản thân để lắng nghe xem là cái mong muốn của bản thân của mình là gì. Nếu như được thì cũng có thể tự thưởng cho mình một cái điều gì đó, không cần quá nhiều đâu, nhưng mà tự thưởng một cái gì đấy nó nho nhỏ thôi, nhưng nó là làm bạn vui và nó là cái động lực cổ vũ cho bạn nỗ lực hơn, cố gắng hơn. Thì cố gắng lên, sau cái giai đoạn này ấy, sẽ là một cái giai đoạn, một cái chu kỳ mới sẽ bắt đầu đó, một cái chu kỳ mới bắt đầu ở đây. Thì những cái rắc rối đây này nó cũng đấy, lúc đấy ấy, nó cũng đã được giải quyết xong rồi, mọi thứ nó cũng đâu vào đó rồi, rối gỡ rối cái mối tơ vò ấy nó cũng đã được gỡ rồi nha. Thì đấy là số 1 ạ. Chúng ta đến với số 2. Đến với số 2, và đây là trải bài chung. Chính vì vậy đón nhận thông điệp này của mình một cách thật là cởi mở nhất. Với câu hỏi đấy chính là chuyện gì sẽ xảy ra trong mùa sao thủy nghịch hành này của bạn. Thì mùa sao thủy nghịch hành này của bạn á, nó sẽ có những cái điều sau đây. Thứ nhất á, cái châm ngôn và cũng gọi là cái giống như là cái chìa khóa cho các bạn trong mùa sao thủy nghịch hành này, đấy chính là sống, suy nghĩ và làm việc mọi thứ thật là đơn giản thôi. Đó, hãy đơn giản hóa mọi thứ trong cuộc sống của các bạn, từ suy nghĩ của bạn, từ việc cái cách mà bạn làm cho đến mọi thứ xung quanh của các bạn. Hãy làm mọi thứ một cách đơn giản nhất, nhẹ nhàng nhất, đừng dây vào những thứ quá phức tạp của giai đoạn này, cũng không đưa ra những quyết định quá quan trọng trong giai đoạn này nha. Rồi, đầu tiên tại sao mình thấy cái điều này, ở đây chúng ta có lá bài này,
Đầu tiên là khuyên các bạn đơn giản rồi. Đấy, hãy suy nghĩ và sống một cái cuộc đời đơn giản ít nhất là ra giai đoạn này đã nha. Đó. Thứ hai là chúng ta có lá bốn kiếm ở đây nữa, cũng là hình ảnh của một người đang nằm nghỉ ngơi ở đây. Đó. Thì ở đây á, mình thấy nó sẽ có xảy ra những cái chuyện sau đây. Thứ nhất, có thể là giai đoạn này đột nhiên bạn rất là thích nói chuyện với những cái người xung quanh. Có thể là đấy là cái mong muốn của bạn. Bạn muốn nói chuyện, bạn muốn lắng nghe, bạn muốn trò chuyện, nhắn tin này kia các thứ là cái thứ nhất. Cái thứ hai, có thể là sẽ có khá là nhiều người tìm đến bạn để nói chuyện. Đó, họ có thể đang có những cái bất ổn hoặc là này kia các thứ họ nói chuyện với các bạn. Nhưng mà mình khuyên các bạn á, là hãy cố gắng hạn chế được tất cả những cái điều đó nha. Tức là bạn buộc phải nói chuyện với ai đó thì bạn cứ nói thôi. Nhưng mà nếu như mà không cần thiết, hoặc nếu như mà nói những cái câu chuyện tầm vào, hay là những cái câu chuyện phiếm, những cái chuyện bên lề gọi là đồn thổi đấy, cái các thứ, mình khuyên các bạn là không nên. Bởi vì là thứ nhất á, là khi mà các bạn nói chuyện á, nó mình thấy là ở trong giai đoạn này này, giao tiếp đó là một cái, nó là một cái vấn đề rất là lớn. Sao thủy trũng chủ về giao tiếp nữa, cho nên là các bạn rất là dễ gặp những vấn đề liên quan đến việc giao tiếp. Đôi khi các bạn không nói vẫn tốt hơn là nói sau đó là người ta hiểu lầm bạn, rồi bạn hiểu lầm người ta, rồi nó xảy ra những cái vấn đề này kia rất là nhiều. Cái thứ hai đó là những cái thông tin không chính xác nó cũng sẽ được truyền miệng ở đây. Cho nên mình thấy rằng là tốt nhất nếu như mà nói chuyện với những người khác, hãy nói những câu chuyện gì đấy, đầu tiên là trình bày rõ ràng, cái thứ hai là những cái câu chuyện gì đó thực sự chất lượng thôi. Còn những cái chuyện gì đấy đồn thổi hoặc nó không đúng, hoặc là để buôn chuyện đấy các thứ, mình thấy là tốt nhất là bạn nên dành thời gian đấy để nghỉ ngơi đi thì nó sẽ tốt hơn cho các bạn rất là nhiều. Ở đây chúng ta có bốn kiếm này, đấy, sống một cuộc đời đơn giản thôi. Đó. Mình thấy rằng là thời điểm này hãy sống sao cho mọi thứ nó giống như là đơn giản nhất, nó nhẹ nhàng nhất, nó thoải mái nhất, nó thư giãn nhất. Đừng cố gắng giống như là tham lam hay sân si, hay là đang muốn soi người này người kia, thì mình thấy là bạn bỏ đi. Bởi vì đến cuối cùng ấy, bạn sẽ nhận lại cái nguồn năng lượng tiêu cực thôi. Bởi vì khi các bạn soi người này người kia này, hoặc là các bạn nói những cái chuyện mà nó nhiều chuyện ấy, như người ta hay nói là có cái câu chuyện nhiều chuyện ấy, lúc trước các bạn có làm thế hay bao giờ các bạn làm thế mình không nói, nhưng trong giai đoạn này này thì bạn nên tốt nhất là thôi đi. Bởi vì nó sẽ mua lại cho bạn những cái sự khó chịu thôi. Bởi vì mình cảm thấy là khi mà bạn nói chuyện những cái câu chuyện đó, mình thấy bạn sẽ có tâm lý so sánh bản thân bạn với những cái người đó, với những cái thứ xung quanh đó. Và mình cũng khẳng định luôn với các bạn là những thứ trên mạng xã hội ở thời điểm này, có những thứ ấy, nó thực sự không có chính xác như cái cách nó biểu hiện ra bên ngoài đâu. Người này người kia họ có thể khoe cái này khoe cái kia, bạn mặc kệ họ đi, đừng có quan tâm. Bởi vì là những cái thứ đó nó chưa chắc là đúng sự thật đâu. Và khi mà bạn nhìn vào, bắt đầu bạn lại sinh ra một cái sự so sánh, và bạn đã bắt đầu cảm thấy là mình xấu hơn, rồi mình tệ hơn, rồi mình này kia các thứ đó, thì mình thấy là trời ơi, bỏ đi, dành thời gian để nghỉ ngơi đi. Nếu như được á, ngủ đi nha, đi ngủ hoặc là đi dọn dẹp nhà cửa này kia các thứ, cũng là một cái cách để chúng ta xả stress ạ. Đó, thì mình thấy rằng là trong giai đoạn này á, cái hay á mà bạn cần phải làm ở đây á, đấy chính là có thể nếu như được ấy, thì hãy cố gắng giữ cho cái cuộc sống của mình nó ở cái mức độ cân bằng, đặc biệt là cái việc chi tiêu, giữ cho đi và nhận lại. Nếu như bạn có ấy, cũng nên nhả ra một chút, cho một chút, hay là biếu xén gì đấy bố mẹ hay là những cái người nào đấy mà chúng ta có thể làm được cái điều đó. Tất nhiên là nó nằm trong cái phạm vi mà bạn cho phép thôi, không cần phải là bạn bỏ có bao nhiêu tiền bạn bỏ hết đi, bạn cho, bạn làm từ thiện này kia các thứ, thì không đến mức phải như độ mức độ như vậy, nhưng mà cho đi một chút thôi. Đấy cũng là cái cách rất là tốt ở đây. Tiếp theo ở đây chúng ta có give it to God này. Như hai cái lá này cũng đã nói rồi, thì mình thấy là trời ơi, để gió cuốn đi đi, các bạn hãy giao phó mọi thứ để cho vũ trụ làm việc đi. Mình thấy là bạn đừng cố gắng quá kiểm soát mọi thứ quá nhiều trong giai đoạn này. Giống như là như mình nói rằng là bạn cứ muốn tranh đua, hoặc là muốn thi thố, hơn thua trong lời nói, hoặc là hơn thua trong cái chuyện này chuyện kia với người khác, thì mình thấy là bỏ đi nha, bỏ đi nha các bạn ơi. Đó, bởi vì nó sẽ gây ra cho các bạn những cái thứ nó mệt mỏi thêm thôi. Đó, cho nên là hãy làm theo cái cách đó, thì bạn sẽ có thể có một cái giai đoạn sao thủy nghịch hành nó thoải mái hơn với các bạn. Mình thấy rằng là sắp tới đây á, cũng sẽ có một cái chuyện gì đấy nó được đi đến cái kết luận trong giai đoạn này. Nó cũng sẽ sớm được đưa ra ở đây. Và khi mà cái kết luận này đưa ra, mình thấy đó là một cái kết luận tốt. Tức là bạn sẽ có một cái kết quả tốt, một cái kết luận khá là tốt ở đây. Và nó giống như là nó sẽ giúp bạn hoàn thành cái năm 2023 một cách vui vẻ. Mình không biết cái kết luận này nó liên quan đến cái điều gì và cụ thể mọi thứ ra sao, nhưng mình thấy là cái kết luận này cho dù bạn có muốn nó xảy ra nhanh hơn, nó cũng không xảy ra nhanh hơn được. Nó phải xảy ra đúng lúc, đúng thời điểm. Cho nên mình cứ có một cái cảm nhận là bạn đang, vũ trụ đang cố gắng ghìm bạn lại, trong khi bạn đang giống như là bạn đang dãy giụa và bạn đang muốn
chạy qua chỗ này chỗ kia, chạy qua chỗ này chỗ kia, làm này làm kia, này kia các thứ. Trong một cái giai đoạn mà nó không có quá thuận lợi như thế này, vũ trụ đang ghìm bạn xuống, đang nói bạn là chậm chậm thôi, bình tĩnh thôi, từ từ thôi. Nhưng mà bạn cứ chạy từ chỗ đó qua chỗ kia, rồi bạn nghe ngóng tin này tin kia, này kia các thứ. Bạn làm thế đến đến cái giai đoạn tại vì cái giai đoạn này nó kéo dài từ 13 tháng 12 đến 11 tháng 1 năm 2024 và còn hậu nghịch hành nữa cơ. Nên là sau cái giai đoạn này nếu như mà bạn không có nghỉ ngơi á, và cũng không có sống đơn giản như mình nói á, thì bạn sẽ rất là mệt đấy. Mệt lắm, cực kỳ mệt luôn. Và mệt, và không chỉ mệt về về cái tinh thần của các bạn đâu, cái thể chất của bạn nữa, và kiểu giống như là bạn như kiểu tiêu hao một cái nguồn năng lượng nó vào những cái chuyện mà nó không đáng ấy. Đó, cho nên là hãy để ý cái điều này, những cái điều này giúp mình nha. Đó. Và mình thấy là bạn sẽ giống như là bạn sẽ có xu hướng rất là vội vàng làm mọi thứ ở đây. Vội vàng, rồi đôi khi là cưỡng ép nữa. Tức là ví dụ như người ta bảo nói với bạn rằng là người ta cần một thời gian thì người ta, ví dụ như là một ngày hay hai ngày đấy, người ta mới suy nghĩ, sau đấy người ta mới cho bạn câu trả lời được, thì bạn cứ phải ngay và luôn cơ. Đó, và bạn không có đồng, không đồng ý cho cái việc là họ cần thời gian suy nghĩ đó. Bạn muốn họ phải trả lời luôn, ngay và luôn, gì đó, kiểu kiểu như vậy. Bạn muốn thúc giục mọi thứ, bạn rất vội vàng. Và chậm lại nha các bạn ơi. Ok, thì đấy là số 2 ạ, đây là số 3. Chào các bạn đến với tụ bài số 3. Đây là trải bài chung, chỉ vì vậy đón nhận thông điệp này của mình một cách thật là cởi mở nhất. Với câu hỏi đó là mùa sao thủy nghỉ hành này chuyện gì sẽ xảy ra với bạn. Thì mùa sao thủy nghỉ hành này sẽ có những cái chuyện, cả những cái chuyện tốt và cả những cái chuyện chưa tốt nó sẽ xảy ra ở đây. Đầu tiên, cái chuyện chưa tốt ở đây ấy, mình thấy rằng là bạn sẽ phát hiện ra một cái sự thật nào đó. Có thể là ai đấy họ đã làm cái điều khuất tất đằng sau lưng các bạn đó, hoặc là họ lừa bạn, hoặc là họ phản bội bạn, hoặc là bạn phát hiện ra là cái người này không giống như cái cách mà họ biểu hiện ra bên ngoài. Sẽ có ai đó, cái mặt nạ của họ sẽ rơi ra. Tức là người này họ không sống thật với cái mong muốn của họ là cái nhất. Cái thứ hai nữa là họ không sống thật với cái cảm xúc thực sự. Họ cố gắng che giấu những cái điều đó đi. Mình lấy ví dụ như là họ sẽ, giống như họ không thích làm này làm kia đâu. Đó, họ không thích làm đâu, hoặc là cũng không thích giúp đỡ bạn đâu, hoặc cũng không thích bạn đâu. Nhưng mà họ không có biểu hiện cái điều đấy ra bên ngoài đâu, mà họ sẽ đeo một cái lớp mặt nạ như là họ không có ghét bạn, không có khó chịu với bạn, và họ cũng vẫn giúp bạn, kiểu kiểu như vậy. Thì mình thấy rằng là bạn cần phải để ý xem cái nhân vật này là ai. Đó. Và mình thấy là nhiều khả năng là bạn sẽ phát hiện ra cái sự thật về cái người này. Nên có những có thời điểm trong cái mùa sao thủy nghịch hành này bạn sẽ cảm thấy khá là sốc. Tuy nhiên thì bù lại ở đây mình thấy rằng là sẽ có khá là nhiều những cái thay đổi tốt đẹp nó tới. Đầu tiên ở đây mình thấy là các bạn sẽ kết thúc một giai đoạn khó khăn ở trong cuộc sống. Cái giai đoạn này có thể là khó khăn về mặt tiền bạc tài chính, về những cái thứ mà các bạn đang nỗ lực cố gắng. Có thể là các bạn hoàn thành những cái khóa học, các bạn hoàn thành những cái chứng chỉ, các bạn hoàn thành một cái giai đoạn nào đó, hoặc một cái dự án nào đó khó khăn chẳng hạn. Và mọi thứ khó khăn đó nó sẽ đi đến hồi kết, và nó sẽ đem đến cho các bạn khá là nhiều những cái thành quả tốt. Ở đây chúng ta có internal love, happiness này, harmony, fulfillment này. Ở đây chúng ta có 10 of cups nữa này. Đó, thì mình thấy rằng là trong cái giai đoạn sắp tới đây á, khi mà những cái khó khăn này bắt đầu nó kết thúc ấy, thì mình thấy rằng là bạn sẽ cảm nhận được cái niềm vui vẻ, niềm hạnh phúc, sự viên mãn, sự tràn đầy, sự hài hòa trong cuộc sống của các bạn nha. Đó, nhưng mà mình thấy rằng là chính ra mà không có phát hiện ra cái sự thật này này, thì có lẽ là bạn còn hạnh phúc hơn nữa cơ. Nhưng mà bởi vì bạn phát hiện ra rồi ấy, cho nên là nó cũng bớt đi một chút, nó cũng vơi đi một chút. Mình thấy ở trong cái giai đoạn này ấy, trong cái giai đoạn của mùa sao thủy nghịch hành này ấy, bạn cũng không nên vội vàng, không nên hành động gì đấy nó quá là nhanh nhá, quá là nhanh, quá là vội vàng, hoặc là kiểu bị giống như là bộc phát quá, bản năng quá. Mà hãy trước khi mà bạn làm cái gì đấy, bạn nên suy nghĩ mọi thứ nó kỹ càng hơn, và đừng để cho những cái thứ ở bên ngoài nó ảnh hưởng đến cái quyết định của bạn. Ví dụ như mọi người cứ giục bạn là làm này làm kia đi, bắt đầu là bạn cũng cuống lên bạn làm. Không, hãy bình tĩnh thôi. Đó, để hạn chế những cái sai sót nhất có thể xảy ra. Mình thấy là trong cái giai đoạn này bạn khá là vội vàng ở đây. Đó, và mình thấy thêm một điều nữa, ngoài cái những cái vui vẻ, những cái hạnh phúc, những cái sự viên mãn mà các bạn sẽ có được trong giai đoạn này ấy, thì mình thấy rằng là các bạn cũng có thể sẽ nhận được một cái món quà nào đó. Có thể là phần thưởng, có thể là ai đó tặng quà bạn, cũng có thể là một cái quà từ ai đó, họ đi xa, họ đi đâu đó chơi về chẳng hạn, họ tặng cho các bạn nha. Đó, thì mình thấy là
bạn sẽ có rất là nhiều những cái niềm vui, và đồng thời bạn cũng sẽ có một vài những cái rắc rối nó tới. Nhưng mà mình thấy rắc rối đây thì nó cũng không quá nhiều đâu, chủ yếu ở đây là niềm niềm vui của các bạn thôi đó, niềm vui vẻ này cái các thứ thôi. Và mình thấy một điều nữa ở đây á, đấy chính là cái người mà họ mà có nó gây ra vấn đề ở đây, và nó khiến cho các bạn kiểu giống như là bạn cảm thấy cái người này giống như là đang nói dối hoặc phản bội mình ấy. Có thể người này bạn trước kia bạn đã từng giúp họ hoặc là họ từng giúp bạn, nhưng mà nhiều khả năng là bạn đã từng giúp họ nhưng sau đấy là bạn phát hiện ra là họ không biết ơn cái điều đó và còn chỉ trích và thậm chí là đi nói xấu bạn chẳng hạn, nên là bạn sẽ khá thất vọng về cái điều này. Tuy nhiên á, mình thấy nó không ảnh hưởng quá nhiều đến cái cảm xúc của bạn đâu, bởi vì bạn có những cái thứ niềm vui nó to lớn hơn, nên thành ra những cái thứ này nó cũng chỉ là muỗi thôi. Mình thấy rằng là giai đoạn này bạn còn bạn mình thấy là bạn 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 cần phải cố gắng để mà sống chậm lại một chút, đừng có vội vàng và hãy tận hưởng từng giây từng phút cũng như là những cái thứ vui vẻ hơn đang chảy xung quanh trong cuộc sống của các bạn. Đó, giống như là cái giai đoạn này á, nó sẽ có cả vui cả buồn, những cái cung bậc cảm xúc nó có thể sẽ xảy ra liên tục trong cuộc sống của các bạn. Đó, chúng ta không thể yêu cầu một sự hoàn hảo trọn vẹn là lúc nào cũng vui vẻ hạnh phúc được, mà nó sẽ phải xảy ra một cái vấn đề nào đó. Thế nhưng mà hãy hiểu là đây là một bài học cho các bạn. Đó, đây là một bài học cho các bạn, và hãy hiểu là cái sự thay đổi này thì luôn tốt. Khi mà bạn phát hiện ra sự thật rồi, bạn sẽ ngừng cái việc giúp đỡ họ, bạn sẽ ngừng cái việc kỳ vọng vào họ, bạn sẽ ngừng cái việc là kết nối với họ và chỉ tập trung cái nguồn năng lượng của mình vào những thứ nó xứng đáng hơn thôi. Đó, thế là cái mùa sao thủy này, nghịch hành này của các bạn ấy, vừa vui vừa buồn, vừa có chuyện vui và vừa có chuyện cũng cũng chưa vui lắm. Nhưng mà mình có một cảm nhận là các bạn đạt được một cái thành quả nào đó, đạt được một cái gì đó mà nó giống như là cái thành tựu của bạn sau khi mà bạn đã rất là nỗ lực và cố gắng vượt qua những cái khó khăn đó. Cho nên đây là một điều rất là đáng tự hào. Thì ở đây chúng ta có lá bài này chính là hãy nhìn mọi thứ ở một cái bức tranh rộng lớn hơn. Cái chuyện này ấy, khi mà nó xảy ra ấy, nó không phải là điều bạn mong muốn. Thế nhưng mà hãy vui đi vì nó đã xảy ra, và nó bởi vì là nó đã giúp bạn hiểu ra được một cái vấn đề hoặc là một cái bài học nào đó bạn cần phải học. Giai đoạn này cố gắng để mà chậm lại, giống như là hãy đi sâu vào bên trong để khám phá cái con người của bạn, kết nối với những cái niềm vui, đến với tình yêu thương bên trong chính bản thân của các bạn. Nói chung giai đoạn này mình không ủng hộ bạn làm những cái thứ vội vàng đâu nhá. Đừng vì vui quá mà vội vàng, cũng đừng vì mọi người tung hô bạn quá hay là ảnh hưởng đến bạn quá mà bạn bạn vội vàng ở đây nhá. Kể cả cái chuyện mà ai đó chưa thật lòng với các bạn đây này, nếu như được nhá thì bạn nên từ từ để tìm tìm cái lý do thực sự cũng như là cái sự thật thực sự trong câu chuyện này đã. Vì cái giai đoạn này này mọi thứ rất là mù mờ, nó giống như là bạn đi trong sương mù ấy, không rõ ràng, và mọi thứ dường như là thật thật giả giả ấy, nó sẽ lẫn lộn vào với nhau. Cho nên là mình thấy bạn không nên vội vàng. Ví dụ như bạn khi bạn phát hiện ra sự thật này, bắt đầu là bạn bắt đầu bạn khùng lên, bắt đầu bạn làm cái này làm cái kia này kia các thứ. Từ từ đã, bình tĩnh đã, điều tra mọi thứ sao cho nó thật kỹ càng đã, sau đó tính toán từng bước mọi thứ, sau đấy rồi mới đi thực hiện sẽ xử lý cái câu chuyện này nó ra sao. Còn đừng bùng lên một cách quá quá là nhanh, và sau đấy là giống như là đôi lúc ấy chúng ta có thể là sẽ có những cái hành động nó mang tính bốc đồng và nó gây ảnh hưởng đến những thứ khác xung quanh chúng ta nữa. Đó, thì điều đấy khi mà nó xảy ra nó sẽ khiến bạn mất vui thôi. Thì hãy cẩn trọng nha. Thì đấy là số 3. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nhấn like và đăng ký kênh của mình nhá. Bye.